Vào ngày 25 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Hoa Kỳ vẫn chưa chấm dứt cái gọi là sự chiếm đóng quân sự ở Đức. Ông nói, xin trích, sau chiến tranh thế giới thứ hai, như bạn biết, nước Đức bị chia cắt thành 4 phần do Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô chiếm đóng. Liên Xô đã chấm dứt chiếm đóng một cách hợp pháp, nhưng Hoa Kỳ thì không. Hết trích. Nói như vậy là sai. Mỹ, Anh và Pháp đã chấm dứt chiếm đóng quân sự ở Tây Đức vào ngày 5 tháng 5 năm 1955. Sau khi Đức đầu hàng quân đồng minh vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, Mỹ, Anh và Pháp cùng nhau chiếm đóng miền Tây nước Đức. Năm 1948, các cường quốc phương Tây đã giúp các bang ở Tây Đức soạn thảo một hiến pháp dân chủ. Hội đồng các đại diện nghị viện của các bang đã thông qua luật cơ bản của Tây Đức vào ngày 9 tháng 5 năm 1949. Tây Đức tổ chức bầu cử vào tháng 8 năm 1949 và Quốc hội Liên bang Đức đầu tiên được thành lập vào tháng tiếp theo. Các nghị viên của Quốc hội Liên bang Đức và đại biểu từ các bang đã bầu ra một tổng thống liên bang và một thủ tướng vào tháng 9 năm 1949. Ngày 5 tháng 5 năm 1955, Mỹ, Anh và Pháp tuyên bố chấm dứt gần 10 năm chiếm đóng quân sự, trao độc lập hoàn toàn cho Cộng hòa Liên bang Đức.